Ronaldo lập hat-trick thứ hai liên tiếp cho Anas. Siêu sao Cristiano Ronaldo ghi 3 bàn, trong đó 2 cú sút phạt hàng rào, giúp Anas thắng đội áp chót bảng A38-0 ở vòng 26 Saudi Pro League. Trận thứ hai liên tiếp Ronaldo lập hat-trick đều vào lưới các đội ngoài top 1000 thế giới theo chỉ số sức mạnh Opta. Anh nâng kỷ lục ghi bàn lên 885 bàn trong 1215 trận, trong đó có 65 hat-trick, bỏ cách Lionel Messi tới 59 bàn. Cả 3 bàn của tiền đạo 39 tuổi tối ngày 2 tháng 4 được ghi từ ngoài cấm địa, ngay trong hiệp 1. Trước trận này, lần gần nhất anh lập hat-trick 2 lần liên tiếp đã diễn ra cách đây 9 năm, thời còn ở Real Madrid. Khi đó, anh ghi 5 bàn vào lưới Espanyol tại La Liga, rồi 3 bàn trước Shakhtar Donetsk ở Champions League trong 3 ngày. Lần này, siêu sao Bồ Đào Nha cũng chỉ cần 3 ngày để ghi 2 hat-trick. Ronaldo mở tỷ số trên sân A3 ở phút 11, với cú sút phạt hàng rào cự ly chưa đến 17m, góc chính diện. Anh đá sệt và xuyên qua hàng rào, trúng chân thủ môn bay vào lưới. Đây là cú sút phạt hàng rào thành bàn đầu tiên của thủ quân Anas kể từ tháng 10 năm 2023, vào lưới Đa Mát. Sau đó 10 phút, Ronaldo tiếp tục ghi tuyệt phẩm sút phạt, lần này ở cự ly khoảng 25m chết bên trái. Anh vẫn sút qua hàng rào nhưng tầm cao, khiến thủ môn Cyprian Tatasun đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Anh đều nhảy xoay mừng bàn theo phong cách quen thuộc qua hai bàn này. Đây là trận đầu Ronaldo ghi bàn từ hai cú sút phạt hàng rào, kể từ năm 2011, cũng trong màu áo Real gặp Villarreal tại La Liga. Trong sự nghiệp, mới có 4 trận siêu sao 39 tuổi làm được điều này, trong đó 3 trận đầu diễn ra thời 2008-2011, đỉnh cao sút phạt của anh. Ronaldo tạo hat-trick ở phút 41, khi anh nhận đường chọc khe từ tiền vệ Abdoulaye Gareth để đối mặt thủ môn. Thủ quân Bồ Đào Nha thấy Tatasun đứng hơi xa cầu môn, nên anh quyết định bấm bóng bổng từ cự ly khoảng 25m, quá tầm với của cựu thủ thành AC Milan. Lần này, Ronaldo vẫn nhảy xoay mừng bàn với nụ cười tươi. Không chỉ lập hat-trick, anh còn góp công vào cả hai bàn còn lại của Anas trong hiệp 1. Phút 33, anh căng ngang từ bên trái, khiến thủ môn phải đẩy bóng ra đúng vị trí Sadio Mane đệm vào lưới trống. Đến cuối hiệp 1, Ronaldo đối mặt thủ môn ở cự ly gần, nhưng anh không sút mà gãy bóng sang cho Abdoulaye Ansoulem dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Với 3 bàn và 1 đường kiến tạo, Ronaldo nhận được điểm 10 tối đa theo thống kê Sofaco. Siêu sao 39 tuổi được thay ra ngay sau hiệp 1, để giữ sức gặp Đa Mát sau đây 3 ngày. A3 đang đứng vị trí 1176 thế giới, theo chỉ số Opta. Thấp hơn 4 câu lạc bộ Đông Nam Á gồm Johor Darul Tajim, Buriram United, Bangkok United và Pop Fan Club. Dù thắng đậm trận này, Anas vẫn đang bị đội đầu bảng Anhula bỏ cách 12 điểm, khi giải còn 8 vòng nữa. Anhula vừa hạ An Akuba, không để nâng kỷ lục thế giới lên 31 trận thắng liên tiếp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.